Thưa quý vị và các bạn, cửa cuốn lâu nay vẫn được xem là an toàn bậc nhất cho mỗi gia đình. Tuy vậy, thời gian gần đây đã xuất hiện loại thiết bị điện tử có thể dò mã và mở cửa cuốn trong vòng vài giây mà thôi. Và trên thực tế đã có những gia chủ đầu tiên trở thành nạn nhân của chiêu trò tinh vi này. Theo tìm hiểu của phóng viên 10 phút cập nhật, việc có được thiết bị phá mã cửa cuốn không hề khó và để đối phó với những thiết bị này cũng là một bài toán không dễ giải cho những nhà sản xuất cửa cuốn hiện nay. Đây là cửa hàng điện tử DigiWorld Hà Nội, mới đây đã bị kẻ gian lấy trộm lô hàng trị giá tới 700 triệu đồng. Dù cửa hàng đã có hai lớp cửa cuốn, nhưng kẻ gian vẫn mở khóa một cách dễ dàng. Kẻ trộm lợi dụng lúc là bên mình đóng mở cửa, thì trộm có dùng một cái thiết bị thu phát sóng của Trung Quốc, rồi nhận cái thiết bị về cái địa chỉ của kẻ gian. Sau đó lấy cái mã hóa đó và tự động mở cửa giống như chủ nhà. Tại cơ quan điều tra, đối tượng ăn trộm tại cửa hàng DigiWorld đã khai nhận dùng thiết bị dò mã cửa cuốn mua tại Trung Quốc. Chỉ trong khoảng thời gian chừng 5 giây đã quét được mã và mở cửa và lấy trộm số tài sản nói trên. Và đây chính là chiếc điều khiển sao chép mã cửa cuốn mà tên trộm này đã sử dụng. Làm sao một thiết bị đơn giản như thế này lại có thể trở thành một công cụ phá mã đột nhập nhanh chóng và nhẹ nhàng đến như vậy? Theo tiến sĩ Phùng Anh Tuấn, giảng viên Viện Điện Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, chiếc điều khiển này có cơ chế hoạt động khá đơn giản. Khi chiếc điều khiển gốc của cửa cuốn hoạt động sẽ phát ra một dải tần số cố định. Kẻ gian chỉ cần mua một máy dò sóng, copy mã khóa và mã vạch. Sau đó, những mã này sẽ được sao chép lại trong thiết bị của Trung Quốc chỉ trong vài giây. Và giờ đây, chúng dễ dàng trở thành chiếc chìa khóa thứ hai mà tên trộm có thể mở chiếc cửa cuốn này. Trong khoảng cách gần chẳng hạn, thì cái tương tác giữa hai thiết bị với nhau nó mới hiệu quả. Và do đó đồng nghĩa là gì? Đồng nghĩa là đối với thiết bị phá mã nó cũng phải nằm trong khoảng cách gần nó mới có tác dụng. Sẽ rất nhiều gia đình hoang mang và lo lắng nếu biết được thiết bị này có thể mua được dễ dàng trên thị trường với giá cả vô cùng rẻ. Bộ sản phẩm này còn đa năng hơn nữa khi được giới thiệu có thể sao chép không chỉ mã cửa cuốn mà còn của 30 các thiết bị điều khiển khác như ô tô, xe máy, hệ thống báo động. Chúng thật sự có ích nếu người dùng muốn làm thêm một chiếc điều khiển dự phòng. Tuy nhiên, lợi bất cập hại khi lại dễ dàng bị sử dụng với mục đích phạm pháp. Nguyên nhân để kẻ trộm dễ dàng hành động không chỉ từ phía thiết bị phá mã cửa cuốn, các gia đình còn mối lo khác liên quan đến bảo mật ngay chính trong thiết bị của gia đình mình. Đó là việc lựa chọn loại cửa cuốn với các thông số kỹ thuật và nguồn gốc khác nhau. Loại cửa cuốn mà cửa hàng DigiWorld là một ví dụ như vậy. Sản phẩm của bên mình thì đang dùng là của cửa cuốn outdoor, nhưng mà bên trong sử dụng một cái motor của hãng khác. Do vậy mà kẻ gian dễ dàng mà lợi dụng được cái tần số khi mua của Trung Quốc. Đây chính là thiết bị motor của Trung Quốc và cũng cùng loại với motor của cửa hàng công nghệ bị mất cắp này. Nó có giá khoảng 1 triệu đồng và thấp hơn một nửa so với thiết bị gốc của Usdor. Khi hiển thị mã vạch, chúng ta có thể thấy dù bấm điều khiển bao nhiêu lần đi chăng nữa, 8 mã ký tự vẫn luôn cố định. Phổ biến ở trên thị trường hiện nay là họ sử dụng cái công nghệ mã cố định. Công nghệ mã cố định là nó chỉ có một cái mã thôi. Và cái kẻ gian nó rất dễ để mà dò được cái mã này. Khi nó dò được cái mã này thì có thể sao chép sang một cái tay điều khiển mới để mà mở cái cửa. Trên thực tế, loại cửa cuốn có mã vạch cố định và xuất xứ từ Trung Quốc lại đang chiếm tới 95% thị trường tại Việt Nam. Hơn nữa, nhiều đại lý vì muốn thu nhiều lãi mà không ngần ngại thay linh kiện hàng Trung Quốc có chất lượng kém, khả năng bảo mật thấp nhưng giá thành rẻ trà trộn vào trong sản phẩm chính hãng. Do đó mà nguy cơ bị kẻ trộm lợi dụng để dò mã cửa cuốn càng cao. Trước những nguy cơ mà phóng sự đã đề cập, có thể nói làm sao để mua được thiết bị cửa cuốn chính hãng, có thể chống lại thiết bị phá mã, thực sự đang là một câu hỏi lớn cho nhiều người tiêu dùng Việt Nam. Và vấn đề này sẽ được chúng tôi tiếp tục phân tích kỹ trong bản tin 10 phút cập nhật tiếp theo. Kính mời quý khán giả chú ý theo dõi.